Xin chào mọi quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân bóng Bình Minh để đón xem trận đấu cuối cùng của giải bóng đá hạng nhất mùa giải thứ tư 2022. Đây sẽ là trận đấu chung kết giữa hai đội bóng được coi là những hiện tượng thú vị tại giải đấu lần này, và họ thực sự có được bản lĩnh xứng đáng để góp mặt ở trận đấu cuối cùng, đó là Club Atletico Ecobos và Sự Kiện Thành Phố. Những cái tên mà đã thực sự khiến cho người ta đi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác tại giải đấu lần này để có mặt ở trận đấu cuối cùng. Và lúc này thì hiệp 1 của trận đấu chung kết giữa Club Atletico Ecobos và Sự Kiện Thành Phố đã được bắt đầu. Hiếu Cẩu đánh đầu, và đánh đầu rất nguy hiểm. Đó là một tình huống đánh đầu rất giàu cầu Âu của Thế Hùng. Đó là một cú đánh đầu kỹ thuật. Chúng ta cùng xem lại cú lắc đầu tương đối kỹ thuật này. Bóng đá khẽ sượt những cái đầu ngón tay của Quân De Gea. Nguy hiểm. Quân De Gea đã băng ra. Cuối cùng thì bóng đá nằm gọn trong tay của Quân De Gea. Vẫn gọn, dứt điểm. Và đá của Huy Thái. Khả năng kiểm soát cuộc chơi vẫn đang có một chút gì đó chỉnh hơn thuộc về Club Atletico Ecobos. Cú đá tầm xa đã đưa trái bóng đi vọt xa ngang. Nhân quyền Huy Thái. Lợi thế Nhật Thành. Cú đá hơi vội của Nhật Thành. Đang rất dè chừng với Tiểu Kim Bộ. Rất nguy hiểm, cơ hội không vào. Cơ hội thực sự đáng chú ý đầu tiên vừa thuộc về Sự Kiện Thành Phố. Hoàng ơi, không có lối. Kim Quế. Kim Quế. Đây không phải là lần đầu tiên các thủ Ecobos sút xa. Huy Thái. Rất nguy hiểm. Và bóng phối hợp không thực sự ăn ý giữa Hùng Milan và Long Gôn. Hiếu Thắng. Rất mềm mại Hiếu Thắng. Căng căng, không vào. Vẫn còn. Kim Quế. Đường tạt bóng hơi mạnh của Kim Quế. Xin chào các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với sân Bình Minh để đón xem tiếp hiệp 2 trận đấu chung kết của giải bóng đá hạng nhất mùa giải thứ tư của Phong Nguyên. Không được. Bóng lướt đi quá nhanh và Tiến Sơn đã không thể chạm chân. Hiếu Thắng đánh đầu. Đó là pha bật lên của Kim Quế. Nhân quyền. Nhân quyền. Rất cố gắng để có một cú tạt khá dẻo. Kim Bộ. Kim Bộ không vào. Đội trưởng của Sự Kiện Thành Phố đã có một tình huống đỡ bóng và xử lý cực kỳ bình tĩnh. Bình tĩnh để chờ trái bóng rơi xuống để thực hiện cú đá. Bóng đi ở tầm thấp và đi sát sạt vào cột dọc. Hiếu Cầu nguy hiểm. Cả bắt bóng rất chắc tay của Quân De Gea. Tiến Sơn rất nguy hiểm, không vào. Quân De Gea đã có một tình huống cứu thua rất tốt từ cú đá của Tiến Sơn. Bóng đã đi lên góc cao. Hãy một lần nữa xem lại cú đá thực sự nguy hiểm này của Tiến Sơn. Bóng đã hướng lên góc chữ A, nhưng lực đi là hơi nhẹ. Nếu đi mạnh hơn một chút nữa thì mọi chuyện sẽ khó hơn nhiều dành cho Quân De Gea. Cầu thủ hai đội vẫn đang đá rất cố gắng. Rất nguy hiểm. Tiếng còi đã cất lên. Một quả phạt lên. Hùng Milan. Nguy hiểm. Vẫn còn. Không vào. Hiếu Cầu là người đá dứt điểm cuối cùng, nhưng Sàng Ngang đã từ chối đi bàn thắng quyết định này. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc dành cho Club Atletico Ecobos. Mọi thứ đã bị loại bỏ hoàn toàn, duy chỉ có Sàng Ngang. Văn Phòng. Và đúng lúc này thì trọng tài đã nổi còi để khép lại hai hiệp thi đấu chính thức của trận đấu chung kết giải bóng đá hạng nhất Thanh Hóa mùa giải thứ tư 2022 Cúp Phong Nguyên. Hai hiệp thi đấu chính thức khép lại với tỷ số hòa 0-0, và điều đó buộc hai đội phải bước vào loạt penalty. Kim Quế sẽ là người đá penalty đầu tiên, và đội bóng thực hiện penalty trước sẽ là Ecobos. Rất hồi hộp. Kim Quế và
Quân NGA, Kim Quế. Rất chính xác. Một pha đặt lòng cơ bản của Kim Quế đưa bóng đi ra góc và đánh bại được Quân NGA. Mặc cho những áp lực rất lớn nhưng Kim Quế đã bình tĩnh trong việc thực hiện quả penalty đầu tiên. Người đá penalty đầu tiên dành cho sự kiện thành phố là Trung Hậu, cũng là một cái chân trái. Trung Hậu và Long Hơn cũng chính xác với một cú đặt lòng rất gọn gàng. Hai người tuần chân trái đều thực hiện hai quả penalty đầu tiên quá bình tĩnh. Vẫn là một cái đặt lòng và Long Hơn đã bị đánh lừa. Thảo Dinh sẽ là người đá quả thứ hai dành cho Ecobus. Thảo Dinh và Quân De Gea. Thảo Dinh quá căng và quá chính xác. Tỷ số penalty được nâng lên là 2-1 dành cho Ecobus. Vẫn là đá về góc bên tay phải của Quân De Gea. Văn Hợp sẽ đá quả thứ hai dành cho sự kiện thành phố. Văn Hợp và Long Gôn. Văn Hợp không vào. Quả đá penalty lên trời của Văn Hợp. Một cú đá penalty đưa bóng đi thẳng lên trời của Văn Hợp. Tỷ số penalty vẫn đang là 2-1. 2-1 nghiêng về Ecobus. Hiếu Thắng sẽ đá quả thứ 3 dành cho Ecobus. Cơ hội để họ nới rộng điểm số trong loạt penalty. Hiếu Thắng và Quân De Gea không cần lấy đà dài. Hiếu Thắng vẫn rất chính xác. Lần này là một cú đá về góc tay trái của Quân De Gea. Cú đá ngược với hướng đá từ đầu trận đến giờ, từ đầu loạt penalty đến giờ của Ecobus. Quân De Gea đã đón sai hướng. Kinh Sơn sẽ đá quả thứ 3 dành cho sự kiện thành phố. Kinh Sơn. Long Gôn đã chạm tay nhưng cú đá của Kinh Sơn là quá mạnh. Bóng vẫn đi vào lưới. Hãy cùng xem lại cú đá penalty này của Kinh Sơn. Hiếu Cẩu sẽ là người đá quả thứ tư. Hiếu Cẩu quá mạnh và quá chính xác. Bốn quả penalty của Ecobus đều được thực hiện thành công. Hiếu Cẩu vừa rồi cũng đã gặp những áp lực từ những cổ động viên của sự kiện thành phố. Và đó là một màn ăn mừng ngạo nghễ của Hiếu Cẩu. Văn Phong sẽ là người đá quả thứ tư dành cho sự kiện thành phố. Chỉ cần Văn Phong không thành công thì chức vô địch sẽ thuộc về Ecobus. Văn Phong không có bất kỳ một sai sót nhỏ nào đến từ Văn Phong. Cú đá rất mạnh và quyết đoán của Văn Phong. Bây giờ sẽ là penalty quyết định. Nếu như Hùng Milan thành công, Ecobus là nhà vô địch. Hùng Milan thành công thì Ecobus sẽ là các nhà đương kim vô địch của giải nhất mùa giải năm nay. Tất cả sẽ phụ thuộc vào Hùng Milan. Không vào. Một nụ cười đầy cay đắng của đội trưởng Hùng Milan. Cơ hội quá lớn để Ecobus có được chức vô địch. Nhưng cú đá penalty thực sự hiền của Hùng Milan. Và Quân De Gea đã đẩy thành công. Sự kiện thành phố sẽ có cơ hội gỡ hòa. Đức Thành sẽ là người đá penalty. Trung vệ Đức Thành sẽ là người đá quả thứ 5. Đức Thành vẫn vào. Một chút gì đó may mắn vừa dành cho sự kiện thành phố từ quả penalty vừa rồi của Đức Thành. Suýt chút nữa thì Long Gôn đã đẩy thành công. Rất đáng tiếc, bóng đá tuột khỏi tay của Long Gôn. Bây giờ sẽ là các thủ môn. Với Long Gôn và Quân De Gea. Long Gôn quá căng và quá chính xác. Một lần nữa Ecobus vượt lên trong loạt penalty. Long Gôn đã cho thấy thực sự khả năng chơi trần cũng ấn tượng. Và cả bản lĩnh của anh nữa. Hoài Nam sẽ là người đá quả penalty thứ 6 dành cho sự kiện thành phố. Long Gôn đã có những cú đẩy penalty hụt. Hoài Nam không có một sai sót nhỏ nào. Rất tự tin. Rất tự tin để vượt qua áp lực. Mạnh Tùng sẽ là người đá quả tiếp theo dành cho Ecobus.
Mạnh Tùng, cú đá lên trời của Mạnh Tùng. Ecobos đang đi từ việc chạm tay vào chiếc vô địch, đến bây giờ họ đã tuột khỏi tay khỏi chiếc cúp vô địch ở mùa giải năm nay. Bây giờ thì đội bóng đang chạm tay vào chiếc vô địch là sự kiện thành phố. Người hùng trong những loạt penalty của sự kiện thành phố, Quân NGA sẽ là người được trao cơ hội. Quân NGA có đóng vai người hùng không? Quân NGA! Người hùng của sự kiện thành phố là Quân NGA. Giải đấu lần này là giải đấu gọi tên sự kiện thành phố và gọi tên Quân NGA. Xin chúc mừng sự kiện thành phố, họ đã là nhà vô địch của giải hạng nhất Cúp Phong Nguyên năm 2022. Người hùng trong những loạt penalty, Quân NGA đã giúp sự kiện thành phố lên ngôi vô địch. Một trận đấu chung kết hồi hộp và nghẹt thở đến những quả penalty quyết định. Và sự kiện thành phố đã xứng đáng lên ngôi vô địch. Ông bầu Trần Vương đang được các cầu thủ sự kiện thành phố nâng lên. Việc bắt penalty tốt đã giúp cho Quân NGA dù không phải sở hữu chơi trận hay nhưng vẫn tự tin thực hiện quả penalty thành công. Một thứ cảm xúc đặc biệt đã được các cầu thủ sự kiện thành phố thực hiện. Chúng ta thấy Quân NGA tự tin và hào hứng như thế nào với quả penalty này. Và anh đã thành công trước vô địch thuộc về sự kiện thành phố. Xin chúc mừng họ.